Xin chào thầy cô và các bạn, em là Hồng Thái đến từ F45. Em đại diện nhóm trình bày về giấm và các tác dụng của nó. Đầu tiên chúng ta đến với phần định nghĩa. Con giấm có thể hiểu đơn giản, chúng là những con lợi khuẩn acetic lên men. Chúng sẽ tạo thành một lớp trên bề mặt màu trắng đục khá dày trên mặt giấm lên men. Con giấm được hình thành nhờ quá trình lên men rượu ethylic nên chúng được sử dụng rất nhiều trong ẩm thực. Chính vì vậy giấm có thể ăn được và nó có nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe và trong đời sống. Chúng ta có thể nuôi giấm để cho nó sinh sản và phát triển. Những con giấm sinh trưởng và phát triển tốt sẽ càng nhanh lớn, nước trong hũ sẽ càng nhanh thành giấm. Ở Việt Nam cũng như các nước châu Âu, châu Á và các nước khác trên thế giới, con giấm có thể được tạo ra bằng nhiều nguyên liệu khác nhau. Nó có thể là giấm nuôi, giấm táo, giấm dừa. Chúng là những loại chất lỏng, còn có vị chua. Phân loại. Giấm gạo được làm từ rượu gạo hay rượu nếp, đôi khi cũng dùng cả gạo lứt. Loại giấm này được dùng rộng rãi ở các nước châu Á như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Việt Nam. Giấm gạo có màu trắng trong suốt, vàng nhạt, đỏ hay đen. Loại giấm được dùng phổ biến ở miền Nam Trung Quốc để ướp thức ăn và làm nước chấm. Giấm mải thiều, đây là loại giấm giàu giá trị dinh dưỡng. Giấm mải thiều lục ngạn không chỉ được người dân trong nước sử dụng mà còn được xuất khẩu sang 15 nước khác trên thế giới. Giấm táo, giấm táo được làm từ nước táo cho lên men thành rượu, sau đó là làm thành giấm. Giấm rượu vang được làm từ vang đỏ hoặc vang trắng. Nó là loại giấm được sử dụng phổ biến nhất ở Nam và Trung Âu, Ship và Israel. Tác dụng của giấm đối với sức khỏe và đời sống. Giấm có công dụng làm đẹp da, khắc phục bong gân và làm tan máu bầm. Giấm làm gia vị cho các món ăn, làm các món trộn như là salad. Kiểm soát đường huyết, chống lão hóa. Ngoài ra, giấm cũng được dùng trong y học với công dụng làm giảm độ đau rát của những vết bỏng hay vết rợp do tiếp xúc với nước sôi, trước khi bỏng và nắng nóng. Một số người uống giấm mới làm giảm cân, nhưng đó là điều vô cùng dại dột. Hay được coi như là tự giết chết bản thân của mình, như loét dạ dày và ung thư dạ dày. Theo lương y Vũ Quốc Trung, giảm cân bằng giấm chỉ là đồn đại, phi khoa học và đang tự giết mình. Cảm ơn thầy cô và các bạn phần lượng này. Chúng em đến đây là